Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi nói về những cái quy định cơ bản trong cái cuộc sống hàng ngày. Có một cái bà khách hàng của văn phòng, trước đây bà đã lập di chúc. Sau đó thì trong cái quá trình bà lập di chúc thì về nhà gia đình xào xáo, nó có những cái bất đồng. Thì bà mới hỏi tôi rằng là bây giờ luật sư ơi, mình hủy bỏ di chúc được không? Chứ bây giờ thực sự ra là tôi sau khi mà lập di chúc và cũng từng ấy năm thì cái đứa con mà được thụ hưởng, được chỉ định trong di chúc nó bất hiếu quá. Và nó ngang nhiên, nó coi thường mẹ, nó không coi mẹ ra gì hết. Thưa bà, thưa chị, thưa các ông, các bà rằng nếu các ông, các bà đã lập di chúc rồi thì chúng ta cũng có quyền hủy bỏ di chúc. Và đây là cái hủy bỏ di chúc, văn bản hủy bỏ di chúc. Đây, thưa quý vị và các bạn, trở lại vấn đề, tôi không có ý định để náo loạn gia đình quý vị và các bạn lên. Tuy nhiên tôi tư vấn đây là một trường hợp rất là cụ thể mà văn phòng có được trong cái quá trình hành nghề. Đã gọi là chương trình Dân ta phải biết luật ta mà. Những cái gốc pháp lý mà văn phòng có được thì văn phòng sẽ trao gửi đến cho quý vị và các bạn, cũng như những cái câu hỏi mà quý vị và các bạn có trong thực tế và chưa được văn phòng lấy lên làm ví dụ, thì chúng tôi sẽ cố gắng mã hóa nó lại, những cái thông tin bí mật của quý vị, và đưa nó trở thành một cái câu chuyện trong cái chủ đề của một video, để quý vị và các bạn sẽ thấy rằng trong chương trình Dân ta phải biết luật ta nó phong phú về đa dạng về chủ đề, nhưng những cái chủ đề này rất là cần thiết, rất là hữu ích cho quý vị và các bạn. Tôi không có ý định rằng là sẽ ai đó lập di chúc và sẽ thay đổi. Nhưng nếu như trong trường hợp quý vị và các bạn có những trường hợp giống như cái bà khách hàng của tôi, thì quý vị cũng có quyền thay đổi. Thưa quý vị và các bạn, thì người khách hàng bảo rằng năm 2000 đã có lập một cái di chúc cho một đứa con trai. Tuy nhiên thì sau này đứa con biết được rằng người khách hàng này lập cái di chúc cho họ, và họ đã có những cái thái độ là không thèm làm việc nữa mà chỉ có ăn chơi thôi. Và sau một cái thời gian, quý vị và các bạn biết không, vào tới năm 2016, tức là khoảng 16 năm, cái bậc sinh thành này họ đã quyết định đi đến một cái hủy bỏ, có một cái văn bản hủy bỏ di chúc. Thì thưa quý vị và các bạn, để lặp lại cái câu chuyện hủy bỏ di chúc như thế nào, thì tôi sẽ nói trước thế nào là di chúc đã. Di chúc là thể hiện ý chí của người có tài sản để lại tài sản sau khi chết. Vậy thì hôm nay tôi có một cái nhà đứng tên một mình tôi. Tôi có tổng cộng là 3 đứa con. Thì tôi muốn cho một đứa con. Và năm 2000 tôi đã lập một cái di chúc cho một đứa con. Tuy nhiên đứa con này họ đã có thấy được rằng là ô, bây giờ tôi khỏi làm, tôi vẫn có, sau này mẹ tôi chết, ba tôi chết, tôi vẫn đương nhiên, miễn nhiên và mặc nhiên có tài sản. Và tôi coi mẹ tôi không ra gì, tôi coi ba tôi không ra gì, và tôi coi các anh chị em không ra gì. Và quý vị và các bạn biết rằng theo quy định của Bộ Luật Dân sự thì những cái di chúc này có thể được thay đổi. Thậm chí họ có quyền định đoạt cái tài sản khi họ còn sống mà. Và họ khi nào họ nhắm mắt xuôi tai thì họ mới không có quyền định đoạt. Đó là cái chế định giữa di chúc và hợp đồng tặng cho khác nhau. Và năm 2000, người bố, người mẹ này đã lập di chúc cho một trong số 3 người con. Vậy thì sau khi mà thấy cái thái độ, thấy cái hành vi, thấy cái sự bất hiếu, thấy cái sự ngỗ nghịch của cái người con mà được thụ hưởng trong di chúc đó, thì người mẹ này đã đưa đến một cái quyết định là hủy bỏ di chúc. Vậy quý vị và các bạn hỏi tôi rằng luật sư có chứng cứ gì
để mà nói rằng là di chúc có rồi mà có thể là hủy. Thưa quý vị và các bạn, việc hủy di chúc được quy định trong Bộ Luật Dân sự Điều 640 của Bộ Luật Dân sự, quý vị và các bạn nhé. Điều 640 sửa đổi, bổ sung, thay đổi, hủy bỏ di chúc. Người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đã lập bất cứ lúc nào. Tôi lập di chúc năm 2000, đến năm 2002 tôi sửa đổi di chúc. Tới năm 2010 tôi thay đổi di chúc khác. Và tới năm 2016 tôi hủy luôn di chúc. Quý vị và các bạn ạ, mình phải hiểu là cái vai trò của cái người lập di chúc, cái quyền lực. Tôi cứ thích cái từ quyền lực của di chúc, quyền lực của bậc sinh thành, quyền lực của người có tài sản. Họ có quyền thay đổi di chúc bất cứ lúc nào, họ có quyền thay đổi, hủy bỏ, sửa hoặc thay thế di chúc. Cái điều 2 quý vị và các hạng ha, khoảng 2, trường hợp người lập di chúc bổ sung di chúc thì di chúc đã lập và phần bổ sung có hiệu lực pháp luật như nhau. Nếu một phần di chúc đã lập và phần bổ sung mâu thuẫn nhau thì chỉ phần bổ sung có hiệu lực pháp luật. Tôi cũng đã nói về việc sửa đổi di chúc rồi, tôi cũng có nói về việc thay đổi di chúc rồi, thì hôm nay tôi sẽ nói về phần hủy bỏ di chúc. Trường hợp người lập di chúc thay thế di chúc bằng di chúc mới thì di chúc trước bị hủy bỏ. Hôm nay tôi sẽ trình bày cho quý vị và các bạn một cái nội dung chính là văn bản hủy bỏ di chúc. Thì như quý vị và các bạn biết rồi, trong nội dung di chúc có những cái vấn đề cơ bản là người lập di chúc, người thụ hưởng, tức là người được hưởng theo cái tinh thần di chúc, và quan trọng là di sản để lại là cái gì, và di sản đó được theo cái thể hiện là chia như thế nào. Thì chúng ta sẽ xoay qua ba cái vấn đề đó đối với di chúc, còn vấn đề hủy bỏ di chúc thì chúng ta sẽ từ từ cũng theo ba vấn đề đó. Văn bản hủy bỏ di chúc hôm nay gồm có người lập di chúc thì và người hủy bỏ di chúc. Nội dung của văn bản lập di chúc và văn bản hủy bỏ di chúc nó giống nhau ở cái phần nào quý vị? Và chủ thể, chủ thể là người lập di chúc, chủ thể là người thụ hưởng, tuy nhiên nó chỉ khác nhau. Ngày 1 tháng 1 năm 2000 tôi có lập một cái di chúc số 12345 do phòng công chứng thành phố Hồ Chí Minh lập. Theo nội dung di chúc trên, tôi có để lại tài sản là phần nhà ở và phần đất ở có diện tích thuộc số tờ, số thửa, tờ bản đồ cho người có tên sau đây gì đó. Thì tôi nói rồi, cái lúc năm 2000 cái vị khách hàng của tôi đã lập một cái di chúc, và đến năm 2016 họ thay đổi, họ hủy bỏ cái di chúc, thì chủ thể người lập di chúc và người thụ hưởng là giống nhau, tuy nhiên có một cái câu khác nhau. Nay trong lúc tinh thần minh mẫn sáng suốt, tôi thấy bản di chúc nêu trên không hợp lý, cần phải hủy bỏ. Tôi chính thức tuyên bố di chúc 12345 ngày do phòng công chứng chứng nhận. Văn bản hủy bỏ di chúc này được lập thành 3 bản. Trong cái video này tôi muốn nói đến quý vị và các bạn rằng quyền lực của những người có tài sản, họ có quyền định đoạt trong cái di chúc. Và tôi cũng đã nói lập di chúc như thế nào, quyền lực của người di chúc. Hồi trước tôi có nói là có di chúc rồi có được quyền bán, có di chúc rồi có được quyền sửa đổi, có di chúc rồi có được quyền thay thế. Thì hôm nay tôi sẽ nói có di chúc rồi có quyền hủy bỏ di chúc. Để chúng ta biết được rằng khi chúng ta tạo lập một cái tài sản bằng cái công sức, sức lao động, thì khi chúng ta hủy bỏ một cái di chúc nào đó thì di chúc đó sẽ không có hiệu lực pháp luật.
Đặt trường hợp cái vị khách hàng của tôi tới năm 2025 họ mất, thì cái người con được chỉ định trong di chúc, họ đem di chúc ra có hiệu lực hay không? Thì theo quy định của pháp luật, quý vị và các bạn ha, quy định của pháp luật như thế này quý vị và các bạn. Điều 643, hiệu lực của di chúc. Khi một người để lại nhiều bản di chúc đối với một tài sản thì chỉ bản di chúc sau cùng có hiệu lực. Vậy thì trong trường hợp người này để lại một bản di chúc và người này năm 2016 đã có cái ý chí là hủy cái di chúc rồi, thì đến năm 2025 họ không có quyền được thừa hưởng theo tinh thần của di chúc nữa. Thưa quý vị và các bạn, trong hàng loạt những cái video cơ bản trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, tôi ước mong nhà nhà đều biết luật, những cái quy định luật trong thiết thực trong đời sống xã hội. Tôi thấy được rằng mặc dù rằng là tôi thao thao bất tuyệt về cái hàng thừa kế, cách chia thừa kế, tuy nhiên rất nhiều người vẫn chưa hiểu. Hy vọng rằng thông qua cái di chúc và hủy bỏ di chúc này, quý vị và các bạn phần nào hiểu được thế nào là việc hủy bỏ di chúc, để chúng ta có những người người thân, người quen, gia đình mình, chị em mình, bạn bè mình, bà con lối xóm nhà mình có những cái nguồn rỉ tai để mình hiểu thêm việc hủy bỏ di chúc và quyền lực của người có tài sản, quyền lực của ba mẹ trong cái di chúc là như thế nào. Thưa quý vị và các bạn, tôi ráng cố gắng chuyển một cái thông điệp gần nhất, đơn giản nhất để cho quý vị và các bạn được hiểu. Và hy vọng là chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta sẽ kết nối rất nhiều những người dân trên phạm vi cả nước Việt Nam và cả nước ngoài, các anh chị em sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Tôi xin trân trọng cảm ơn.